Mến chào quý cô chú, anh chị, các nhà đầu tư. Hôm nay em review một căn nhà một trệt hai lầu sát mặt tiền đường nhựa tập đoàn 2 Tân Kim gần ngã ba Tân Kim. Hướng camera là hướng ra ngã ba Tân Kim cô chú anh chị. Cô chú anh chị đi thẳng 500m là tới hương lộ 11. Mình rẽ tay phải là ra ngã ba Tân Kim em cô chú anh chị. Đây xung quanh đây nhà dân sinh sống rất là đông đây cô chú anh chị. Đây là con đường mặt tiền đường nhựa tập đoàn 2 nha. Còn hướng ngược lại là mình đi thẳng nè. Đây là hướng ngược lại nè. À, cô chú anh chị đi thẳng luôn là mình rẽ tay trái nha, là ra tiến tránh quốc lộ 50 cầu Cần Giuộc nha cô chú anh chị. Xung quanh đây là toàn là nhà lầu biệt thự không nghe cô chú anh chị. Ở đây mình còn một căn nhà cực kỳ rẻ nha, một căn nhà một trệt hai lầu nha cô chú anh chị. Đây là vị trí căn nhà này cô chú anh chị. Nó đường trước nhà là đường lớn luôn nha, xe hơi là mình chạy vô là tới liền nha, cách mặt tiền đường nhựa chỉ có 15m thôi. Đây bây giờ mình đi bộ vô nè cô chú anh chị. Đây, phía trước căn nhà của em giới thiệu căn nhà màu xanh đó cô chú anh chị. Đây, một căn nhà một trệt hai lầu cực kỳ đẹp nha. Đó, đường trước nhà là đường lớn nha anh chị. Đây, đây là căn nhà màu xanh nè. Đấy. Xăng thì mình rộng rãi ha, xe hơi mình đậu trước nhà luôn nha cô chú anh chị. Đó, ngoài kia đường nhựa tập đoàn 2 đó. Rồi bây giờ mình tiến vào bên trong nha. Một căn nhà màu xanh ha, nhà còn mới đẹp nha các anh chị, nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Đây là tầng trệt dưới nè, từ ngoài bước vào là một phòng khách, cầu thang lên lầu 1, lầu 2, toilet, phía sau là một không gian bếp nha anh chị. Giờ mình tiến lên lầu 1, lầu 2. Nhà của mình được thiết kế là một trệt hai lầu. Đây là lầu 1 nè anh chị. Lầu 1 của mình thiết kế là hai phòng ngủ, đây là một phòng ngủ nè. Toilet. Đây là cầu thang lên lầu 2. Đây một phòng ngủ nữa. Lầu 1 là hai phòng ngủ, một toilet. Cầu thang được chủ nhà thiết kế là tay cầm bằng gỗ nè, đá hoa cương. Đặc biệt ngôi nhà này là mình có sân thượng nha anh chị. Đây nè, sân thượng nè. À, đây nhìn ra cái khung cảnh của khu vực Tân Kim ha. Đây, một căn nhà một trệt hai lầu, 4 phòng ngủ, 3 toilet, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 sân thượng nha. Nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, diện tích nhà ngang 4, dài 11. Giá đăng ký bán là 1.450.000.000. Quý vị nào muốn sở hữu căn nhà này xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Em xin kết thúc video, xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.